Mày địa hình này thì nó là hàng Nikko của Nhật. Cái bên bữa hôm mới thử xe này thì còn chạy được 20 phút, nhưng mà hôm qua mới thử lại sao mà giữa chừng nó bứt pin luôn à, pin gắm cắm vào nó không sạc nữa. Đây, nó điều khiển, cầm điều khiển đi, cầm điều khiển. Nào kêu là như thế này nha. Thì con cứ điều khiển đi, chạy thẳng ra ngoài đó cho con.